Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyên về dòng chim khủng. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác có một ngày mới, một ngày chủ nhật, ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác năm em chim khủng bội lỡ. Năm em này thì tất cả đều đã hót mũ cực kỳ tốt hết rồi các bác ạ. Chim bên em Tài thì phải hót 100% thì em Tài mới lên video để bán nhé. Còn chim mà chưa có thấy hót thì em Tài sẽ không có bán đâu. Tránh cái trường hợp bị dính mãi thì nó lại mệt lắm. Cho nên mua chim bên em Tài thì các bác cứ thoải mái yên tâm nhé. Và bây giờ thì em Tài xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khủng bạc mã mang mã số 3711. Con này thì bị lỗi móng các bác ạ. Các bác nhìn thật kỹ thì thấy hai cái đầu móng sừng của hai bên chân móng biến ở phía trống á, thì nó bị mất cái đầu sừng nhé. Cái ngọn thì nó vẫn bám câu bình thường, không có ảnh hưởng gì đâu. Nó nhảy nhót bình thường, hót hét bình thường, rất chí là ok cho tất cả các bác đấy. Chim thì đang thay lông đuôi và đang ra lại được một khúc rồi. Cái này thì về mình chỉ cần nuôi tầm khoảng vài tuần nữa thì nó sẽ ra lại đủ liền nhé. Con này có hai tách mã trắng to, quả yếm đen đầm, bản yếm sâu, đầu mặt rất chí là dữ chim luôn. Được cái chim em Tài đã nuôi được một thời gian rồi, cho nên các bác bắt về sẽ rất là dễ chơi. Về chỉ cần mình treo lên chỗ yên tĩnh, mấy hôm nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ âm âm liền nhé. Con này mà nếu ra đủ lông đuôi thì cái bản đuôi là sẽ có xòe cho tất cả các bác đấy. Và em Tài thấy con này đã chơi rất là tốt luôn rồi. Chim thì rất là thích hợp để cho tất cả các bác về chơi nghe hót nhé. Tại vì bị lỗi như vậy á thì không có nhằm nhò gì đâu, không có ảnh hưởng gì tới cái tốc độ chơi của chim đâu các bác ạ. Con này thì chỉ bị lỗi như vậy thôi, ngoài ra không có tật lỗi gì thêm đâu. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của con này là 1,2 triệu thôi, để cho tất cả các bác về chơi nghe hót nhé. Bác nào nhánh tay thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Con này là mã số 3711, cái phí là 1,2 triệu nhé. Tiếp theo là một em khủng bạc mã mang mã số 3712. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng 1 tháng rồi các bác ạ. Và chim thì đã hót rất là tốt cho tất cả các bác nhà mình rồi nhé. Con này lúc mà kè gầy con chim mãi vào á thì nó xù lông lên, nó làm dữ tợn cực kỳ luôn đấy. Một chú chim tuy rằng đang thay lông, cái lông lá chứ được đẹp lắm, nhưng mà con này thì chỉ cần các bác bắt về treo lên chỗ yên tĩnh là tầm khoảng qua ngày hôm sau á, là em nó sẽ nổ liền nhé. Tại vì em Tài thấy con này đã hót chơi rất là tốt rồi, nó mua đuôi rất là mạnh luôn rồi đấy các bác ạ. Một chú chim chỉ cần mình về mình chấm thêm cái lông một chút xíu nữa thôi là ok hết liền nhé. Con này thì xách lông nhẹ nhàng được rồi đấy các bác ạ. Chim đã tương đối tĩnh lông nên các bác bắt về thì cũng sẽ rất là dễ chấm nhé. Chim thì có bị chây một chút ít ở trên mũi thôi, còn con này thì không có tật lỗi gì hết đâu. Chim bồ trúng và không có tật lỗi gì hết. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí hiện tại là 1,5 triệu thôi, để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa nhé. Nói là chăm lông thôi chứ đâu cần phải chăm gì đâu, mình chỉ cần nuôi cho ăn uống bình thường thì nó sẽ từ ra lông lại hết đẹp lóng lánh hết nhé. Chỉ cần mình mà bỏ ra một chút xíu thời gian là ok hết thôi các bác ạ. Con này thì rất là thích hợp để cho tất cả các bác về gọt đấy. Một chú chim rất là dữ luôn, các bác thấy không ạ? Kè vào nó xù lên cực kỳ ok đấy. Bác nào bắt thì liên hệ em Tài nhé. Tiếp theo là một em khủng bạc mã mang mã số 3713. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi. Chim thì đang thay lông đuôi rất là mạnh, cho nên các bác bắt về thì phải chấm cái lông đuôi giúp em Tài nhé. Nhưng mà các bác thấy không ạ? Nó còn một còng kìa,
nó hơi xìa xìa đi ra đấy. Như vậy á là cái bàn đuôi của con này lúc mà ra đủ á là sẽ có xòe cho tất cả các bạn nhé. Được cái con này thì giữ chim thối rồi luôn, hai tích mã trắng phong to, quả yếm đen đầm, đầu mặt dữ tợn nhé. Và con này lúc mà hót lên á thì em Tài đã thấy nó có nhích ra cạnh nhẹ một chút xíu rồi đấy. Chút xíu thì các bạn cũng sẽ thấy nhé, tại vì chút xíu thì có một khúc là nó sẽ có hót cho tất cả các bạn cùng xem đấy. Con này lúc mà hót lên này, nó đứng thẳng chân lên, nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn bình thường là nó như vậy thôi, mà lúc mà hót lên nó đứng thẳng chân lên cực kỳ đẹp luôn, các bạn thấy không ạ? Một chú chim lúc mà hót lên thì nhìn cái tướng tả rất là cao cầu luôn. Chim thì rất là thích hợp để cho tất cả các bạn về gọt lên chơi, về chăm lông chăm lửa nhé. Cái lông lá thì không có quan trọng đâu, quan trọng nhất vẫn là tố chất của một chú chim nhé. Bạn nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim bồ trúng và không có tật lỗi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bạn cái phí của con này là 1.700.000 nhé, 1.700.000 để cho tất cả các bạn về chăm lông chăm lửa nhé. Đây là cái mức phí hiện tại thôi, còn ít hôm nữa nó căng lên á thì cái giá trị của con này còn cao hơn rất là nhiều đấy. Tại vì con này nó rất là tổ chất luôn đấy các bác ạ. Cho nên bạn nào nhanh tay muốn cái phí mềm mềm hơn thì có thể bắt ngay bây giờ nhé. Còn ít hôm nữa thì cái phí nó khác, mà ít hôm nữa thì em Tài cũng bán mất rồi các bác ạ. Bạn nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Con này là mã số 3713, cái phí hiện tại là 1.700.000 nhé. Tiếp theo là một em khựu bạc mã mang mã số 3714. Con này thì có màu lông hơi hung đỏ, lái da bò nhẹ các bác ạ. Các bác nhìn cái bàn đuôi của con này như thế nào ạ? Cái bàn đuôi thì xòe hết hồn luôn nhé. Một chú chim cơ, cái bàn đuôi thối rồi luôn. Với lại có cái màu lông rất là đẹp. Và con này thì thái độ là nó nhấp cạnh ruồi rất là ok luôn. Những chú chim mà thái độ nhấp cạnh ruồi như vậy á thì chắc chắn là nó sẽ mũ nhé. 100 con thì mũ cả 100 con đấy. Hai tách mã của con này thì to bự phồng lên như hai cục bông gòn luôn. Quả yếm đen đầm, đầu mặt dữ chim cực kỳ nhé. Chim thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi, cho nên các bác bắt về thì cũng sẽ rất là dễ chơi. Về mình chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh thì tầm khoảng một vài hôm nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ liền nhé. Thậm chí con này có thể treo lên một chút xíu nó hót luôn cũng nên đấy các bác ạ. Tại vì em Tài theo dõi thì thấy con này đã hót rất là nhiều, đã chơi khá tốt rồi nhé. Cho nên các bác bắt con này về thì sẽ rất chí là dễ chăm và rất chí là dễ chơi đấy. Chim thì cái tướng tả cũng rất chí là đẹp luôn các bác ạ. Con này bồ khá to luôn và không có tật lỗi gì hết đâu. Một chú chim phải nói là tổ chất thôi rồi đấy. Cái phí tương lai của con này thì sẽ rất chí là cao nhé. Tại vì lúc mà nó chơi lên, hót lên, mũ lên, xòe ra và lên cạnh thì nó sẽ rất là cao giá đấy. Còn cái phí hiện tại thì em Tài giao lưu với tất cả các bác là 2.300.000 nhé. 2.300.000 để cho tất cả các bác về gọt lên chơi, về chăm lông chăm lửa. Không có dễ gì mà kiếm được một chú chim đẹp này, xòe bàn đuôi to này, có mùa nhấp cạnh ruồi này, rồi màu lông đẹp nè, mã to nè, tượng đẹp nè, mà cái giá nó đẹp như vậy đâu các bác ạ. Ở chỗ khác thì người ta sẽ chém các bác giá cao hơn rất là nhiều đấy. Còn chỗ em Tài thì em Tài chỉ để giá như vậy thôi. Giá vậy là em Tài đã có lời rồi đấy, cho nên em Tài bán nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này là mã số 374, cái phí hiện tại là 2.300.000 thôi nhé. Và cuối cùng là một em khủ OL mang mã số 3715. Con này thì rất là VIP luôn các bác ạ. Cái dòng OL này thì các bác biết rồi, dòng OL này thì đa phần nó chơi cực kỳ ác luôn. Còn con này thì không có nói hết cái đồ chơi ác của nó nữa. Nó chơi mũ đuôi, mũ cánh, bản cánh cao, nhìn rất là đẹp nhá. Chim thì lúc chơi hai cái mã nó xù lên, nhìn dữ tợn cực kỳ đấy. Một chú chim rất là thích hợp để cho tất cả các bác về gọt nhé. Bác nào mà ứng dòng OL thì có thể tham khảo con này nhé. Bác nào mà ứng thì không nên bỏ lỡ đâu các bác ạ. Tại vì một chú chim OL rất tổ chất, hót mũ máu mỏ, đảo dòng liên tục, rất là nhiều dòng hay luôn. Có cả cái chất dòng gần giống như là cái dòng bắt cố trói cột rồi đấy. Bác nào ứng cái dòng này thì không nên bỏ lỡ qua em nó nhé. Em nó thì tượng tả cao cầu trường chim, chim thì bồ khả và không có tật lỗi gì hết đâu các bác ạ.
Các bác nhìn thấy không ạ? Con này nó lên cánh đẹp cực kỳ nhé. Chim thì mới về chỗ em tai được tầm khoảng 25 đến 30 ngày thôi. Cái lửa của nó thì chưa có đâu, mà nó đã chơi như vậy ấy, thì các bác cũng biết được là cái tố chất của con này như thế nào nhé. Con này mà càng chám là càng lên nữa đấy. Bác nào gần thì có thể ghé trực tiếp để xem nhé. Còn bác nào ở xa thì em tai sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn đấy. Một chú chim khủ ố lơ rất là tố chất luôn. Bác nào bác thì có thể liên hệ em tai nhé. Con này bồ trúng, trường cao câu, trường chim, dài đòn và không có tật lỗi gì hết. Em tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí của con này là 2,1 triệu thôi nhé, 2,1 triệu để cho tất cả các bác về gọt lên chơi. Không có dễ gì mà kiếm được một chú chim mũ cảnh như vậy mà cái giá tốt như vậy đâu. Ở chỗ khác ấy, thì người ta phải nổ con này tầm khoảng 2,5 triệu đến 2,7 triệu đấy. Cho nên bác nào nhánh tay thì còn, mà chầm tay thì sẽ mất nhé. Em tài thì người thật việc thật lắm, cho nên có gì là em tài sẽ nói đấy à. Em tài không có giấu giếm cái gì đâu. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tài liền nhé. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên được 5 con. Cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em tài nhé. Số điện thoại là 0974193391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khủng của bên em tài nhé. Và bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.